Rồi, giới thiệu quý vị, đây là một cổ động viên đặc biệt của Thăng Quảng Ninh. Em chào chị. Chào em. Em chào chị, bay ra ngoài là bay lên trời. Bay lên trời là bay ra ngoài. Chị nghĩ là hôm nay là chị sẽ không phải bay. Cường ơi, khang trang quá. Chị thấy sân vận động Cẩm Phả mới như thế nào? Thật sự là hạnh phúc và hãnh diện khi được đứng trên một sân vận động đẹp nhất cả nước. Vâng. Tự hào. Vâng, với cái cơ ngơi như này, chị ước mong gì với đội bóng Thăng Quảng Ninh và cổ động viên của mình? Với một cái cơ ngơi hoành tráng như này, không có lý do gì không ước là Thăng Quảng Ninh sẽ vô địch. Thế câu hỏi bên lề nha, chị có nhiều sự thay đổi bên lề không sau khi mà lan truyền trên mạng bay lên trời và bay ra ngoài ấy? Câu chuyện bên lề với chị bay lên trời và bay ra ngoài của Thăng Quảng Ninh nha. Lúc này thì Quảng Ninh đang chuẩn bị trận đấu với Hà Nội rồi. Oh, Diego Fagan. Về nhà luôn. Oh, Nguyễn Xuân Tú. Hải Huy. Nói chung là đội hình mạnh của Thăng Quảng Ninh.